đoạt sao việc bị cho bay màu, cắt sóng vì đời tư như cái chợ, thẳng tay cắt sóng như Trung Quốc. Vì scandal đời tư, bay màu khỏi bộ phim mình đóng, không được làm MC ngay trước giờ diễn. Decao Lâm Minh. Những ngày qua, câu chuyện của Decao và Lâm Minh chiếm sóng mạng xã hội. Lâm Minh livestream trong tình trạng bất ổn, cho hay bản thân có mâu thuẫn với gia đình bạn trai trong lúc dùng bữa. Sau đó, câu chuyện trở nên mất kiểm soát. Lâm Minh thừa nhận bản thân bị tương tác. Cô khẳng định bản thân sẽ ngừng lại mối quan hệ này. Hiện tại, nữ người mẫu đã đưa con rời khỏi nhà. Hình ảnh cô cạo đầu khiến người hâm mộ sốc. Về phần mình, Decao thừa nhận bản thân đã có những hành động nóng giận tăng tương tác, làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ồn ào nổ ra khiến những hình ảnh của gia đình Lâm Minh trong tập 11 của chương trình Mẹ Siêu Nhân bị cắt bỏ. Những vấn đề cá nhân trong cuộc sống gia đình nghệ sĩ là quyền riêng tư của nghệ sĩ, do đó chúng tôi xin phép không bình luận. Việc dừng phát sóng hình ảnh mẹ Lâm Minh là cách làm tốt nhất trong thời điểm này với cá nhân Lâm Minh và những người thân của cô, đại diện chương trình bày tỏ. Cách 5 triệu. Giọng ca Sóng Gió được giới thiệu là một trong 9 thành viên cố định của game show Chơi Là Chạy, Trăng Ninh Mang Việt Nam mùa 2. Lúc này giáp vướng bê bối tình ái, có con với hấp gơn Thiên Ngàn. Trước làn sóng phản đối, thậm chí đòi tẩy chay chương trình từ cộng đồng mạng, nhà sản xuất Chơi Là Chạy không thể ngó lơ và quyết định loại giáp sau 4 tập phát sóng. Trong buổi live stream giao lưu với khán giả, đại diện nhà sản xuất bày tỏ, Jack là một trong những thành viên chủ chốt của dàn cast Trăng Ninh Mang Việt Nam mùa 2 nên scandal vừa qua ít nhiều gây ảnh hưởng đến chương trình. Đó là điều tất yếu. Chúng tôi luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của khán giả và đối tác để có những quyết định phù hợp nhất cho chương trình. Lý do bảo mật thì tôi xin phép không chia sẻ. MTV Việt Nam là chương trình tiếp theo sau Chơi Là Chạy mùa 2 mà giọng ca quê Bến Tre phải đối mặt với sự phản đối gay gắt của dư luận. Khi thông tin Jack có tên trong danh sách đề cử hạng mục MTV Fan Choice 2021, một bộ phận cư dân mạng đã vào fanpage chính thức của chương trình và đề nghị ban tổ chức xem xét việc gạch tên Jack khỏi danh sách. Sau đó, nhiều người phát hiện Jack hoàn toàn vắng bóng trong danh sách đề cử mới nhất của chương trình. Hồng Đăng. Năm 2022, Hồng Đăng vướng ồn ào sau chuyến đi Tây Ban Nha cùng ca sĩ Hồ Hoài Anh, lọt top một tìm kiếm trên Google Việt Nam. Sau đó, nam diễn viên về nước và xin nghỉ việc ở nhà hát kịch Hà Nội. Vai diễn của anh trong phần 2 bộ phim Thương Ngày Nắng Về đang phát sóng cũng chính thức bay màu. Ekip sản xuất đã cắt gọt, chỉnh sửa các tập phim, các tuyến nhân vật để diễn biến phim vẫn liền mạch và kịp tiến độ phát sóng. Chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần ban đầu dự kiến phát sóng với khách mời Hồng Đăng, cuối cùng đã được thay bằng tập có diễn viên Lan Phương là khách mời. Các video hay hình ảnh Hồng Đăng ghi hình cho Cuộc Hẹn Cuối Tuần cũng không còn xuất hiện trên fanpage hay kênh YouTube của VTV. Nghề bóng. Cụ thể, nữ TikToker được đài truyền hình mời làm MC cho chương trình Hòa Ca phát sóng vào đêm 30 Tết trên VTV. Tuy nhiên, khi chương trình đã quay xong, đến khâu kiểm duyệt, cô không được chấp nhận vì hình ảnh ngoài đời quá gợi cảm, gây bình luận trái chiều. Lê Bóng kể, chị tổng biên tập gọi điện cho em nói là, Bóng ơi, chị thành thật xin lỗi nhưng có lẽ chương trình này sẽ phải cắt toàn bộ hình ảnh của em, không để em dẫn chương trình được. Thật ra, chị đã quay hình và hậu kỳ xong hết rồi, nhưng đến khi gửi lên cho ban lãnh đạo duyệt thì không được chấp nhận. Mọi người tìm kiếm tên em trên mạng thì chỉ ra những hình ảnh tiêu cực, toàn là hình ảnh phản cảm, sexy, lố lăng. Nếu duyệt cho em lên sóng thì có thể khiến cộng đồng giới trẻ học theo. Đây được xem là hồi chuông cảnh tỉnh với Lê Bóng. Từ đó cô thay đổi, hướng tới hình ảnh lành mạnh hơn cả về cách ăn mặc, lời nói đến việc làm. Điều này nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Họ khen ngợi và ủng hộ Lê Bóng khi thấy cô xuất hiện trên màn ảnh VTV với vai trò diễn viên trong phim Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh.